đi, tìm đâu mua tiền chưa thật đây. Giá vừa rẻ chất lượng lại ngắt ngay. Ghé subscribe Tony tại Vlog, nhiều ưu đãi khuyến mãi thật mê say. Nhanh tay chốt chậm tay là hết đấy. Bán vui thôi lời lỗ gì tầm này. 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 Rồi, video này sẽ giới thiệu cho anh em một số mẫu tiền phổ thông. Nói chung là cũng có hàng rác trong đó ha. Rồi, tờ đầu tiên 5 đồng, 1955, 70. Tờ này cũng 70. Tờ này cũng 70. Tờ này 120, 10 đồng voi kéo gỗ, 1976. 2 đồng 1955. Tờ này có 50 thôi. Bị 11 cái vết ở đây ha. Rồi, tiếp đến là 10 đồng ôm lúa 2 giờ trồng, 120.000. Rồi, tờ kế tiếp 5 đồng Long Phụng, 1955. Bóng chìm là hình đầu con hổ ha, 70.000 một tờ. 1 đồng 1985 20. 5 hào 1985, tờ này tương đối khá là rẻ. Nói chung là bữa nay lấy được đúng một tờ rẻ, 80.000. Lấy rẻ ha. 5 hào 1976. Đây, khá là ok. Tờ này 30.000. Những cái mẫu này thì tài bán 2 hào 1942 này có 50 thôi. 247, 714. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có một tờ duy nhất. Tờ này bị vá, anh em lưu ý ha. Tờ này bị vá, mình sẽ quay kỹ cho anh em xem ha. Đây nè, cái góc này nó bị dán chút xíu. Rồi cái góc bên đây cũng vậy luôn. Đó, chỉ giá được có hai cái góc đó thôi. Chứ lại cái tờ tiền nó cũng bị hơi ố thôi. Nè, bị giá nè cả nhà. Anh em lưu ý ha. Tờ này nói chung là cũng khá là cũng rẻ, cũng không có mắc lắm ha. Tờ này là 100 đồng 1951. Tờ này 250.000, quên giá cả nhà. Nói chung 250.000. Vá hai bên góc. Tờ này hình như là có quay rồi. Cái mẫu này 150 lần ha. Rồi, tiếp đến 30 đồng 1981. Tờ này lấy cũng rẻ, không có mắc lắm. 300.000 một tờ. Rồi, tiếp đến là cặp này. Thì có hai tờ thôi. 250.000 một tờ. Rồi đến cặp này. 30 đồng 1985, mình quay từng tờ đi. Tờ này nói chung là tương đối khá là xấu luôn. Tờ này mua nó hơi bị cao, cho nên bù qua cái tờ này thì một cặp này 450 ha, một cặp 450.000. Cũng không có được đẹp đâu. Hàng hơi xấu mà. Nói chung tờ này nhìn được hơi chút xíu hơn cái tờ này chút xíu, cái tờ này nó hơi bị lủng mà. Đó, một cặp 450. Bán cặp đi. Chứ giờ bán lẻ không biết bán bao nhiêu. Bán lẻ thì cũng khó cho mình thôi. Rồi, tiếp đến tờ này. Băng đỏ có giá nha cả nhà. Nè. Tờ này đợt trước không biết có hàng ký gửi, không biết có quay chưa thôi. Cái hàng này bị giá cái góc chút xíu. Bị tét phía trên này chút xíu. Hàng này hàng ký gửi cho nên bớt thì cũng không có bớt được bao nhiêu. 20 đồng băng đỏ. Anh em nào lấy thì lấy thôi. 280.000. 280.000, 30.000 ship nữa ha. 280 là mình giá mình bán kiếm đúng ly cà phê. Rồi tiếp đến cái tờ này. Tờ này coi có bị giá gì không? Thôi. Tờ này nó giá cái lỗ đây rồi. Giá cái lỗ với lại nó bị tét tùm lum. Nhưng mà cái tờ này nó mắc lắm kìa nha. Nó mắc ha.
380.000. 380.000. Tờ này 280. Tờ 380. Cặp này anh em nào lấy một cặp cũng không bớt được 1.000 nào hết. Tại vì bán lời đúng một tờ có 20.000 thôi. 50 đồng 1976. Tờ này bị gấp giữa nè. 90.000 nè. Nó có một cái lằn nhẹ ở đây nè, lằn giữa nhẹ nè, nó kéo qua bên đây. Nói chung là nhìn cũng còn khá là ok ha. Bị gấp rồi. Dây leo. Chưa từng thấy lấy cái tờ dây leo này đúng là rẻ luôn, 180.000. Hơi cũ thôi. Nhưng cái mẫu này bán 200, 250 vẫn bán được. Nếu mà bán 200 nhưng mà không thích bán 180. Rồi tiếp theo là long phụng. Những cái mẫu này thì 100k. Số series nè, 188 ha. Tình hình chung cũng tương đối khá là xấu, bóng rộng ha. Cá qua lông. Rồi tiếp tục là số series là 292. Anh em nhớ lưu ý ha. Chụp màn hình lại ha. Tờ này hồi nãy là 100. Tờ này 400 luôn đi cho dễ tính. 5K 1987. Tờ này thì 100 thôi. 100 thôi. 5.1987. Có tờ này mắc. Nhưng cái mẫu này thì hiện tại nó đang lên giá cho nên anh em lưu ý ha. Tờ này 150.000. Hơi cũ hơn những cái đợt trước chút xíu ha. 150. Rồi về được đúng tờ. Bữa nào ra ngày mai mình không có ở nhà. Cả nếu mà từ bắt đầu từ thứ hai đầu tuần như thế này thì ban ngày thì không có ở nhà ha. Tầm 7 giờ đêm mới có. Anh em lưu ý ha. Tầm trong vòng 1 tháng. Rồi, tờ này anh em nào lấy thì lấy thôi. 100k. Lấy 80 rồi, bán 100 lời 20. Rồi những cái mẫu này cũng 50 nè, 20 xu. 50 xu. 50 xu này đáng lý ra là phải cũng lên giá cho mình cũng không lên được. Tại vì cái loại này hiện tại nó đang ít dần rồi. Hàng đẹp nó ít dần chứ hàng cũ thì nó rất là nhiều. 50 luôn đi, sẵn bán luôn một lần ha. Rồi tiếp đến là con nai. Nai này tương đối khá là xấu luôn, rất là xấu. Tờ này nó bị gấp cũng nhiều nha. Nè, một cái này nó cuốn lại luôn á, chứ không phải là nó gấp mà nó cuốn lại luôn á, 120.000. Rồi, để giới thiệu cái bộ cô tông này ha. Tờ này 100k. Tờ này tương đối khá là cũ, có rách ha. Tờ này có viết chữ ha, là 150 nè. Tờ 20 là 150, 170, 10.000 đỏ là 180. Cái bộ này là 180, 180.000, 100 đồng. Rồi cái bộ này anh em nào lấy thì tèo bỏ là 200 đi. 180 mấy. Bán 200, ship 30 là 230.000. Nói chung là bán 250 bao ship cũng được, nhưng mà không hết thì bán 230.000 thôi. Có một bộ duy nhất thôi, cũng không có bộ nào nữa rẻ hơn nữa. Rồi tiếp đến là 100 đồng, 1985. Tờ này nói chung là lấy cũng cao. Hiện tại là những cái mẫu này hàng đẹp không có hàng để lấy, không có hàng lấy luôn ha. Tờ này 120.000. Đẹp thì nó sẽ mắc hơn nhưng mà không có hàng. Đắt quá lấy không nổi. Rồi tiếp đến là 50 đồng nè. Còn cũng được khá là ok ha. Nhưng mà bị cấn chút xíu thôi. Cái mẫu này đáng lẽ là cái mẫu này mà hàng liền sẽ đi là 100 mấy chục ngàn một tờ rồi, không còn dưới nữa ha. Khá lâu rồi, mấy năm trước là đã 100 mấy chục ngàn rồi, hàng liền series. 50 đồng này hiện tại lên giá khá là nhiều, cho nên mình cũng lên bớt lên lại chút xíu là 80.000 một tờ ha. Rồi, ở đây có một cặp mũ sắt. Anh em nào lấy tờ nào lấy ha. Cái tờ này 60.000 một đầu mũ sắt. Bị rách nha. Để soi thử ha. Có một tờ thôi. Đa số là hàng bên tẹo hàng cũ thôi, nhưng mà lấy được cái tờ này mình thấy đẹp đẹp với lại cái giá cũng hợp lý. Mua 50 thì bán 60.
hàng phơi lại nữa, công hàng phơi không là đã 10.000, 10.000 một tờ. Rồi tiếp đến cái tờ này con cái lỗ ở giữa, tờ nãy 60 nhưng mà tờ này 80.000, đẹp hơn chút xíu, cũng có rách 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 cái viền thôi, chỉ có cái lỗ ở giữa nè. Xoay thử cái bóng được. Cái mẫu này không phải bị giá đâu nha nha, nó bị chóc á, bị dán lại chút xíu à. Có cái lỗ nè, có lỗ kim. Nói chung là tờ này 80 cũng không đắt, cũng không gọi là đắt được, rẻ cũng không rẻ, giá cũng trung bình, 2 đồng 1985, 30. Rồi cá hoa long, mấy tờ nãy 100 thì tờ này cũng vậy luôn đi, 100 10 đồng 120, mới hàng phơi hồi chiều luôn, mới lấy hồi chiều mới hàng lại luôn. Rồi đến con nai, con nai này tương đối khá là cũ, cũ kỹ chút nãy ha, tờ này 120 thôi. Rồi cái mẫu này hàng phơi, hàng phơi sẵn rồi, 50.000 một tờ, 10.000 đỏ. Những cái mẫu này Tèo lấy được một mớ đã hàng sẵn rồi cho nên không cần hàng nữa, 70.000 một tờ ha. Đây cái mẫu này lấy về là người ta đã hàng sẵn luôn mà cái giá vẫn vậy, 70.000, hơi cũ, hàng có bị gấp gấp rồi ha. Đây anh em lưu ý nè, có gấp ha, chứ không phải hàng mới 100%, mới 100% Tèo bán tới 100.000 một tờ luôn ha. 30 đồng tờ này nói chung là hơi cũ chút xíu, 200. Rồi hai hào 1975, tờ này 80.000 ha, xuất series nè. Vậy cái tờ này thì Tèo mới lấy hồi chiều thôi, còn cái loại này Tèo cũng còn nhiều lắm nhưng mà thấy rẻ thì Tèo lấy thôi, bán 80. Còn cái mẫu này, mẫu này 100 ha, hai hào, nó có cái lỗ ở đây nè, cái lỗ chút xíu thôi, lỗ kim hay sao, bóng chìm là hình hoa sen ha, ở đây là hình hoa sen thôi nè, hai hào 1975, 30 đồng. Thì cái mẫu 30 đồng này lúc trước đắt lắm, lúc trước mắc mắc cực kỳ luôn, lúc trước mua mua cũng cao, bán là cả trăm mấy một tờ không á, cũng không có rẻ ha. Cái mẫu này thì hàng phơi sẵn 70.000, 5 hào 76 cũng 50 thôi. Mẫu này cũng mới lấy về, mới lấy về thêm một ít cũ cũ này nữa nè, thấy có mấy tờ hơi cũ cũ cho nên lấy luôn. Như cái mẫu này hàng cũ thôi, 30 tờ. Đây anh em nào lấy thì lấy ha, hơi bị ố cũng nặng nặng á, cũng có gấp rồi ha, gấp nhẹ 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 đó, 30.000 một tờ thôi, 5 hàng 1976, hàng cũ ha. Còn những cái mẫu này thì thấy đẹp, hàng hàng phơi lại bán có 50 thôi là hàng đẹp á. Rồi video này mình sẽ kết thúc nha, xin chào tạm biệt anh em.